một và hai nữa kiếm nào với yêu nha. Đi bài dặn Bích Ngọc. Trời đoàn quân trường chinh bách thắng rêu vàng, đoàn hùng binh gió cầu đã vượt đường dài. Cùng nhau vượt bao núi cá sông sâu, cùng về đây hát vang những lời hào hùng. Đại ca, chừng nào mình về lại quê hương? Sớm chừng nào tốt chừng này. Đại ca chán ghét cuộc sống này quá rồi, làm gián điệp suốt một đời giả dối, chưa có một lần nào sống thật với con tim, luôn luôn dạt vào tình cảm thích sống mong mơ và ao ước, hơn là chém nếp không hằng tạo ra chi bao cảnh hận thù. Đại ca hôm nay sao lạ lùng, có những ý nghĩ gì đâu đó có hay không á cũng chẳng ăn nhầm gì, vì mai mốt mình đã về quê hương. Một dung thạch nhà ngươi là đâu trương? Nội gián điệp mất cổ. Trời ơi, ông bạn là ai sao lại biết tính ta? Nhà ngươi hôn nàng lắm. Ủa lạ này, ông bạn là ai sao dám mắng chửi tôi khi chúng mình chưa quen? Đà gọi ra mi là một tộc băng, mi gặp tiền thơ nhà họ Ly. Ông bạn là ai sao biết được Lý Tiên Yên hiện giờ nàng ở nơi đâu? Hỏi để làm gì? Để quỳ giữa chân nàng ta tội. Nàng sẽ không tha thứ tội cho ngươi. Trời ơi, làm sao nàng hiểu được khi tôi là con dân mong mơ cỏ, vì quốc gia dân tộc để tung hành. Ông hãy nhìn xem khói lửa ngập thiên châu thành, với mấy mưu sinh mà mua dân lành, chiều dân nát tan tành chơi gió ngựa xăm xăm. Trời ơi, ta đã hẹn với nàng những trận chiến đã sớm hơn một ngày, biết ta còn gặp được người yêu không? Lý Thiên Kim đã chết rồi. Hả? Người nói sao? Ta nói nàng chết đi để chân đông tròn dây trò tên gián điệp, và trước khi chết nàng có nhắn lời gửi trả lại cho ông. Kỷ niệm tình yêu vừa kết thúc trong buồn, nếu kiếp này không thể nhau, nàng hẹn sao không, nàng không thể nào bỏ ta để ta một mình
đầu hận tim nung, không biết đến bao giờ, chắc không bao giờ ta quên. Nàng chết đi không giận trong mộng, ngỡ còn nghe từng tiếng nói giọng cười, ngỡ như trong buổi hẹn hò nàng vừa thong thoảng đâu đây. Nhà ngươi là người Tống phải? Và lúc nãy ngươi bảo đại ca ta có yêu một cô gái Tống đúng? Có thật vậy không đại ca? Sao đại ca yên lặng? Thì có, nhưng mà đại ca hơi hết rồi. Quỳ mình thôi, kể từ giây phút này đại ca đừng nhớ tới quê mình làm chi nữa, hãy ở lại Trung Nguyên tìm người con gái đó nói lại tình xưa cho đẹp mộng. Đại ca sẽ cùng em trở về mong con. Từ giây phút này ta nhìn đến đất Trung Nguyên, quê mình em hãy thăng yên cương cho mong mà. Thăng yên cương cho mong mà để đưa thân xác đại ca trở lại quê. Cả nhà nghe thêm phần 2. There's a new way to collaborate, and it's faster. Smart. Phần 2 không biết Tâm Ca hát với ai đây? Tâm Ca hát với Hạnh Thủy.